trước đây chưa theo Phật, do vô minh cho nên hai mẹ con đã đổ vôi vữa lấp chết một đàn kiến lửa rất là nhiều ở trên mái nhà nhà con. Kiến lửa nó leo lên mái nhà đến tận đây để đổ vôi vữa để giết nó trên này. Sau này khi học Phật rồi thì Phật tử này rất là hối lỗi và sám hối, đem công đức tu tập để hồi hướng cho đàn kiến đó. Thì nói rằng thời gian gần đây thì nước cúng Phật của Phật tử này thường lấy ở trên ban xuống, chưa kịp uống thì thường có những con kiến này, như vậy, tức là những con kiến giống như kiến kiến ngày xưa, kiến lửa ngày xưa đó, tụ cục vào với nhau ở trong trong đó. Khi mang ra đổ thì kiến lại không không chết, rót ra thì con kiến ở trong đó đem ra bắt ra, kiến đó không chết. Thì cái việc này thì nếu mà ai mà học Phật lâu hoặc là mới học Phật nhưng có niềm tin sâu vào nhân quả thì chúng ta thấy đều có cái sự quan hệ nhân quả báo ứng đi đôi với nhau. Còn những người học Phật chưa đến nơi đến chốn hoặc là đức tin cũng chưa sâu, chưa thuần nhất thì họ còn có cái tâm nghi ngờ là kiến này, là con kiến thôi mà có cái gì đâu, nó chỉ là con kiến thôi mà có cái gì đâu mà cũng phải đưa câu hỏi lên thế này thế nọ, giết người mà còn mới sợ chứ, giết người mới sợ, giết kiến có gì đâu mà sợ. Con kiến là con vật bé nhỏ bé xíu xíu đấy, nó đi vào nhà mình thì mình giết nó là chuyện bình thường đấy, đối với người thế tục họ như vậy. Mà thậm chí con người ấy còn ở trong bụng mẹ mà gì, họ còn giết một cách là gọi là bình thản cơ mà. Giới trẻ bây giờ và các bác sĩ ở khoa sản bây giờ họ giết một đứa trẻ con vài tháng tuổi trong bụng của người mẹ khi được người mẹ yêu cầu là chuyện bình thường. Họ coi như đó là một việc làm có ích cho xã hội, giảm đi cái sự dân số gia tăng ở Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây sau giải phóng năm 1975. Cho nên pháp luật Việt Nam chúng ta không cấm cái việc nạo phá thai. Vì vậy mà các bác sĩ ở các bệnh viện thoải mái, đặc biệt là các bác sĩ về khoa sản. Không chỉ bệnh viện nhà nước mà phòng khám tư nhân họ cũng được phép làm việc đó. Nếu các vị xem báo đài hoặc các trang mạng xã hội uy tín họ đưa mà xem, trong những năm gần đây có các tổ chức thiện nguyện và một số các giáo dân cũng như các tín đồ Phật tử của chúng ta, kể cả tăng ni cũng có một vài trường hợp làm điều đó, đi tới các bệnh viện, các phòng khám để xin các thai nhi bị nạo phá, bị vứt bỏ để đi về để chôn cất, nhiều không thể đếm hết được, nhiều không thể đếm hết được. Chúng ta nếu đọc cái bài báo mà có một vài vị con chiên giáo dân của đạo Thiên Chúa Tôn Giáo Bạn ở trong Huế, chỉ trong vòng có 3 năm mà có nhóm đó có vài người thôi đi đến một vài cái phòng khám và cái bệnh viện đa khoa của tỉnh Thừa Thiên Huế thôi. Trong vòng có 3 năm mà những xác thai nhi mà các vị đó thu nhặt được và chôn cất là trên 30.000 người. Trên 30.000 người trong vòng có 3 năm. Trên 30.000 đấy, không phải 3.000 các quý vị, trên 30.000. Lúc đầu thì còn chôn một thai nhi một mộ. Nhưng sau này nhiều quá không thể chôn như thế, đất đâu mà chôn, cho nên phải chôn gì? Tập thể. Chôn như mộ tập thể. Còn ở dưới Thái Bình cũng có một nhóm trong vòng khoảng 5 năm họ cũng chôn cũng chẳng kém cái số lượng ấy.
Ở ngay bên Sóc Sơn của chúng ta cũng khoảng độ tầm 6-7 năm nay cũng phải trên 50.000 thai nhi. Chúng ta thấy khủng khiếp. Đấy là chỉ là gì? Những thai nhi xấu số, nhưng còn có một chút rất thiện duyên. Được những tấm lòng hảo tâm ấy, những tấm lòng hảo tâm ấy có cả những tăng ni, những Phật tử và những chức sắc và các tín đồ của các tôn giáo bạn và những người không theo tôn giáo nào, nhưng mà bằng cái lòng trắc ẩn, bằng cái tâm thiện lương, họ cùng nhau đi làm việc đó. Trong câu lạc bộ chúng ta, các bạn thỉnh thoảng cũng hay lên đó để cùng với cái nhóm thiện nguyện để làm cái việc đó. Nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài đời ấy, cái gì mà bảo là pháp luật không cấm thì họ cho rằng họ vẫn được làm bình thường, cho dù đó là việc gì, giết người. Giết người ở đây tuy nhiên là gì? Giết những đứa trẻ vô tội ở trong bụng mẹ mới chỉ có mấy tháng tuổi, thậm chí có đứa 5-6 tháng, có em bé 5-6 tháng tuổi ở trong bụng mẹ vẫn bị giết một cách oan uổng và tức tưởi như vậy. Nhưng pháp luật không cho đó là giết người thì họ vẫn không phạm tội giết người. Cho nên đối với những người không tin nhân quả, không học Phật Pháp, họ cho rằng cái con vật, con kiến bé xíu xíu như thế, có gì mà phải lăn tăn, có gì mà phải đưa ra câu hỏi như thế, tức là mất thời gian, vân vân. Nhưng không, không có gì là mất thời gian cả, không có gì là không có nguyên nhân của nó cả. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh to lớn như con trâu, con bò, con voi, con ngựa. Phúc báo thông minh lớn hơn các loài động vật hiện có ở trên trái đất này là con người. Nhấn đến những loài chúng sinh nhỏ bé như con trùng, con kiến. Đức Phật nói rằng tất cả các loài động vật ấy, cho dù lớn hay bé, đều có Phật tính như nhau. Và cũng trong cái nhà hàm ấy, Đức Phật khẳng định rằng ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đặc biệt là kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã khẳng định cái điều đó lên rất rõ, nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Còn cái nhà hàm, Đức Phật nói tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống và sợ chết. Vì sao nó ham sống, vì sao nó sợ chết? Vì nó cũng như chúng ta, nó cũng có gia đình, cũng có cuộc sống của riêng nó. Chúng ta đừng nghĩ rằng con kiến không có gia đình. Đừng nghĩ như vậy, con kiến cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng con kiến này là không ham sống sợ chết. Thực sự con kiến cũng ham sống sợ chết. Tôi thường nói với bạn bè của chúng tôi rằng văn minh của con người về tham gia giao thông, chúng ta còn phải học con kiến rất nhiều. Các vị có nghĩ vậy không? Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Văn minh tham gia giao thông của chúng ta mới phát triển, tôi nghĩ rằng mới chỉ có khoảng độ tầm vài trăm năm nay thôi. Vì sao? Vì khi giao thông chúng ta phát triển đến cái mức gọi là cao như bây giờ, ô tô, xe máy, xe đạp nhiều thì chúng ta mới có gì? Mới bị tắc đường. Khi tắc đường chúng ta mới nghĩ ra là phân làn đường. Mà phân làn đường rồi thì vẫn chưa đủ, cho nên chúng ta mới gì? Mới nghĩ ra cái đèn gì ạ? Đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ. Đèn đỏ thì dừng, đèn vàng thì gì? Đèn đỏ thì không được đi, đèn vàng thì dừng lại, và đèn xanh thì an toàn thì mới được đi, đúng không? Chúng ta ra phố ấy. Đây là cái tín hiệu giao thông chung trên toàn thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam chúng ta. Cứ đèn xanh là an toàn là đi, đèn vàng là chuẩn bị nguy hiểm là phải dừng lại, còn đèn đỏ là gì? Là phải dừng hẳn vì rất nguy hiểm. Đèn vàng là cảnh báo là nguy hiểm, phải dừng lại ngay. Còn đèn đỏ là gì? Là tuyệt đối nguy hiểm, cho nên không được đi. Đi thì có thể mất mạng chỉ trong một tích tắc thôi. Cho nên đấy là gì? Tín hiệu chung cho cái phương tiện tham gia giao thông trên toàn thế giới, đường bộ chúng ta. Nhưng chúng ta cái xem những đàn kiến,
cách đây hàng trăm triệu năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Những đàn kiến nó đi với nhau, đi ngược, đi xuôi. Con thì tha mồi, con thì cõng con thì mang trứng. Cho dù đi ngược, đi xuôi, nhưng nó có loạn không? Không loạn. Đặc biệt chúng ta nhìn những đàn kiến nó đi chạy mưa, đi chạy nước lũ. Chúng ta xem mà xem. Tôi hay để ý lắm. Thấy thế này thôi, các vị đừng nghĩ là các thầy đi tu chỉ biết gõ mõ tụng kinh. Nhưng không, tôi để ý lắm. Tôi để ý những đàn kiến nó đi. Tôi thấy là cái sự văn minh trong việc tham gia giao thông của đàn kiến nó có trước chúng ta không chỉ vài trăm năm mà thậm chí hàng trăm triệu năm về trước. Đấy. Nếu con kiến không có gì ạ, không có trí tuệ, không có ngôn ngữ và không có giao tiếp thì làm gì mà đàn kiến đi ngược đi xuôi nó có ở trong gì ạ? Cái con đường của nó đi như vậy. Làm sao nó đi thì có khi nó đi đi hành quân, đi chạy mưa thì hàng mấy trăm mét. Mà mấy trăm mét so với con kiến mỗi bước đi của nó như vậy, sau bước đi con người chúng ta, bước đi con người chúng ta bước khoảng 2 bước được 1 mét, hoặc ít nhất thì 3 bước được 1 mét, đúng không? Con kiến thì nó bước bao nhiêu trăm bước của nó mới, thậm chí hàng nghìn bước mới bước được 1 mét. Thì như vậy cứ tính ra bằng cái khoảng sải chân của con người chúng ta phải sải chân con kiến. Một ngày chúng ta đi được bao nhiêu km thì con kiến nó đi được vài mét thôi. Như vậy là chúng ta thấy cả một cái đoạn đường vài trăm mét, thậm chí hàng cây số như thế mà nó không bị loạn. Đâu vào đấy, có trên có dưới, có trước có sau, con nào mang cái gì, con nào tha trứng thì tha trứng, con nào tha mồi thì mang mồi, con nào mang cái gì thì mang. Đấy, nó cũng như là chúng ta di cư, chúng ta chuyển nhà mới, không phải là đơn giản đâu quý vị. Cho nên Đức Phật á, ngài là bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Ngài mới thấy rằng là tất cả chúng sinh đều có linh tính giống nhau, nhưng cái sự cao thấp có khác nhau mà thôi. Con người chúng ta thì do có phúc báo, do nhân tu 10 điều thiện nhiều ít ở nhiều đời nhiều kiếp về trước nó tích tụ lại, cho nên bây giờ chúng ta được thân người nhìn cũng to lớn hơn, đẹp đẽ hơn, cân đối hơn, xinh xắn hơn, ưa nhìn hơn, đúng không? Nếu chúng ta so với con trâu thì chúng ta theo, chúng ta thích thân con người hơn hay thích thân con trâu hơn, hay thích thân con bò hơn, các Phật tử? Nếu cho chúng ta làm thân người như thế này, cho chúng ta chọn, chúng ta muốn là thân người hay muốn được thân trâu, thân bò hay thân voi? Đương nhiên chúng ta là thân người. Vì sao? Con người ta nhìn cân đối mà. Đấy. Tạo hóa sinh ra do gì ạ? Đều do từ nhân quả nghiệp báo của chúng ta gieo trồng. Cho nên chúng ta thấy cái đầu, trên cái đầu nó có gì? Có một chút tóc. Đấy, còn trẻ thì tóc nó đen nháy, nhìn là xinh xinh. Già rồi thì nhìn thấy các cụ nó bạc bạc. Đấy, rồi đen đen, nó trắng trắng. Nhìn chả ra thế nào nhỉ? Thì chả ra thế nào, nhưng mà sau rồi chúng ta ai cũng phải như thế, đúng không? Đấy, ngày còn trẻ thì tóc nó dày, đen nhánh, nhìn mà đẹp. Già rồi thì nó lưa thưa. Mỗi một lần chải tóc thì nó mắc đầy trên cái gì? Đầy trên cái lược. Mọc thì nó chả mọc ra được mấy nữa. Mọc thì được 1-2 sợi, rụng thì 5-7 sợi, 10 sợi. Thế dần dần nó mỏng đi và nó trơ ra. Đấy. Tóc đen thì hết, tóc bạc thì nhiều. Cho nên cứ nhìn các cụ, cứ nhìn lại tóc mình sau 3-40 năm trước, nó mỏng dính đi mà. Còn mấy đâu, lơ thơ, có cụ lại thành đầu hói. Cụ ông đầu hói còn đỡ, cụ bà đầu hói thì nhìn chán chết. Có đúng không? Đấy, như con người chúng ta nhé, đấy là tạo hóa. Do cái gì? Nhân tu thiện nghiệp đời trước tích tụ lại. Chúng ta thấy chúng ta có cái thân hình này là khá là cân đối. So với thân hình của các loại chúng sinh khác, con voi tuy khỏe, to khỏe đấy, nhưng mà cảnh cảm, đúng không? Nó có gọn gàng đâu. Con trâu tuy to khỏe đấy, nhưng mà lại phải làm gì? Phải chịu cái khổ là đi
đi kéo cày để trả nợ. Con chó tuy nhanh nhẹn đấy nhưng mà gì? Có được tự chủ không? Không, gần như cũng phải đi làm thuê cho chủ, trong nhà trông cửa cho chủ. Chủ cho ăn lúc nào được ăn ngày lúc đấy, ăn vụng mà chủ bắt được chủ bánh chết. Có phải không? Đúng vậy. Rồi các con vật khác chúng ta thấy giống con người, nhưng mà có được đáng yêu, đáng quý và đáng gì? Đáng tôn trọng như con người không? Đó là gì? Con khỉ, con vượn, con đười ươi, con tinh tinh. Nó giống con người không? Rất giống người. Cũng có hai tay, cũng có hai chân, cũng bước đi chính bằng hai chân. Và hai tay nó cũng biết sử dụng một số những cái vật dụng thô sơ giống như con người nguyên thủy chúng ta. Bộ não của nó cũng có rất nhiều sự tương đồng với con người chúng ta. Nhưng chúng ta thấy do cái phúc báo kém hơn là con người chúng ta, cho nên nó vẫn phải gì? Phải chịu cái cuộc sống gọi là gì? Súc sinh. Súc sinh. Tức là trong sáu đường thì nó thuộc vào đường gì? Cái đường thứ tư là súc sinh. Còn chúng ta khá hơn, cho nên ở con đường thứ hai, đó là con đường người sau cõi trời. Trời người xong đến Atula, xong mới đến gì? Súc sinh, mới đến ngạ quỷ, mới đến địa ngục. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng kiến so với người học Phật chúng ta, người hiểu biết nhân quả thì chúng ta cũng phải tôn trọng mạng sống của kiến, giống như tôn trọng mạng sống của tất cả các loài sinh linh ở trên thế gian này vậy. Cho nên Phật tử này kể ra câu chuyện này và cũng có thắc mắc. Tôi nghĩ rằng thôi, biết ăn năn sám hối, đây là cái điều thiết yếu và quan trọng nhất đối với người học Phật chúng ta. Sợ rằng chúng ta chưa tin nhân quả, chưa biết ăn năn, chưa biết hối cải thì điều đó còn sợ. Còn khi chúng ta đã biết ăn năn, biết sám hối, biết đem những công đức tu hành được để hồi hướng cho họ thì tôi tin rằng những cửu oán đó dần dần sẽ được cởi bỏ mà thôi. Phật tử này cũng nên nhất tâm để hàng ngày tụng kinh niệm Phật, nên hồi hướng cho đàn kiến này. Không chỉ hồi hướng cho đàn kiến ngày mà hồi hướng cho tất cả các loại chúng sinh hữu tình cũng như là hữu hình. Hữu tình thì có gì? Có chúng sinh hữu hình, có chúng sinh vô hình. Cho nên ở trong cái bài hồi hướng của chúng ta thì tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí là như thế, đều hồi hướng hết cho tất cả chúng sinh. Công đức chúng ta tu tập được thì tôi nghĩ rằng cái việc mà giết đàn kiến trước đây dần dần nó sẽ nhẹ dần, nhẹ dần. Và nhờ vào hồng ân tam bảo, Phật lực gia trì thì cửu oán cũng sẽ tiêu thôi.